Thông tin về công tác triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau. 1. Tính từ ngày 14 tháng 11 năm 2021 đến 9 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2021, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.299 người. Trong đó có 29 mẫu nghi ngờ của 82 người hiện đang xét nghiệm lại, ghi nhận 40 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cụ thể, 02 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Pả do có liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân DTMP ở Bệnh viện Quân Y 211. 04 trường hợp đang cách ly trong khu vực phong tỏa làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. 03 trường hợp được phát hiện trong khu vực phong tỏa làng Pleiku Gió, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku. 01 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 947.668 ở phường Hội Phú, thành phố Pleiku, đang cách ly tập trung tại khách sạn Queen, thành phố Pleiku. 01 trường hợp liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 995.067 ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku đi theo người thân bị dương tính tại bệnh viện lao phổi. 01 trường hợp liên quan đến trường hợp đi từ vùng dịch về bị dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 939.503 ở phường Trà Bá TP. Pleiku đi theo người thân bị dương tính tại trung tâm y tế huyện Chư Prong. 02 trường hợp hiện đang cách ly tại nhà ở tổ dân phố 4, phường Chi Lăng. TP Pleiku có liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 986.474 ở phường Chi Lăng, thành phố Pleiku. 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân LTD tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn đang cách ly tập trung tại khách sạn Tre Xanh, thành phố Pleiku. 2 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 926.777 tại Bệnh viện Quân Y 211 đang cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề số 1. 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 928.711 ở phường Hội Phú, thành phố Pleiku đang cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề số 1. 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân BTTT ở phường Ia Kring, thành phố Pleiku đang cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề số 1. 1 trường hợp liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân DHA ở phường Ia Kring, TP, Pleiku đi theo người thân bị dương tính tại bệnh viện 331. 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đi từ vùng dịch về, hiện đang cách ly tập trung tại trường Nguyễn Chí Thanh, huyện Chư Sê. 1 trường hợp hiện đang cách ly tại nhà ở xã Yaglai, huyện Chư Sê do có liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 1.009.842 tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku. 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân TTL tại xã Yapek, huyện Yagrai hiện đang được cách ly tại trường chính trị huyện Yagrai. 3 trường hợp F1 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân RCL trong khu phong tỏa làng Kép, phường Đống Đa, TP Pleiku đang cách ly tập trung tại tiểu đoàn 30, quân đoàn 3. 4 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 955.227 từ vùng dịch về cách ly tại nhà sau cách ly tập trung dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Chư Pứ. Đang cách ly tập trung tại trường DTNT huyện Chư Pứ.
10 trường hợp từ vùng dịch trở về dương tính với SARS-CoV-2, gồm 03 trường hợp đang cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề số 21, 02 trường hợp cách ly tại nhà ở xã Chư Răng, huyện Krông-pa, 02 trường hợp cách ly tập trung tại trường DTNT huyện Krông-pa, 02 trường hợp cách ly tại nhà ở xã Ia Broai, huyện Iapa, 01 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị xã Ayunpa. Tính từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến 9 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.439 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đã có 5 ca tử vong. Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.266 ca, 1.140 ca dương tính mới và 126 ca tái dương tính. Hiện nay có 963 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại 2 bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, khoa nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao Phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.